Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô đồng nghiệp, thì hôm nay em xin đại diện cho nhóm nghiên cứu để mà trình bày một cái nghiên cứu cũng nhỏ thôi, là khảo sát cái tỷ lệ chẩn đoán cái bệnh phổi CBD và cái hội chứng tắc nghẽn tại cái bệnh viện của em. Thì phòng trình bày của em thì sẽ gồm có 4 phần. Thì thứ nhất về tập vấn đề tại sao chúng ta cần làm, thì chúng ta thấy là cái việc mà khuyến cáo của Gold trong cái việc mà chẩn đoán CBD thì chúng ta dựa trên chỉ số là FEV1 chia cho FVC, và sau thử thuốc thì chỉ số này là phải dưới 0,7. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng đối với bệnh nhân CBD thì có một cái vấn đề sinh lý, là khi mà bệnh nhân càng gắng sức lên đó, thì bệnh nhân sẽ bị coi như là xẹp cái đường dẫn khí động, và khi đó nó có thể là sẽ làm giảm cái dung tích sống của bệnh nhân đo được. Mà khi chúng ta đo bằng cái dung tích sống gắng sức thì nó có thể giảm, và chính vì vậy là nếu mà chúng ta cho bệnh nhân đo thêm cái dung tích sống chậm, bệnh nhân thổi ra từ từ, thì có thể là sẽ đo được chính xác hơn cái dung tích sống của bệnh nhân. Cho nên nếu mà chúng ta dựa vào cái số mà FVC không, thì có thể dẫn đến cái chẩn đoán sót cái CBD. Và ngoài ra thì Gold thì mặc dù là chúng ta khuyến cáo là dùng giá trị là 0,7, nhưng mà chúng ta thấy là cái việc mà mình, nếu mà chúng ta dùng cái giới hạn bình thường dưới mà hiệu chỉnh theo tuổi, dân tộc, giới tính, thì nó cũng là một cái hay, là tại vì nếu mà bệnh nhân mà mình dùng 0,7 thì có thể chẩn đoán vừa đồng thời chẩn đoán sót, cũng đồng thời chẩn đoán quá mức bệnh nhân CBD. Thì về cái mục tiêu thì cái nhóm nghiên cứu thì có hai cái mục tiêu thôi, là thứ nhất là sẽ khảo sát cái tỷ lệ CBD và cái tắc nghẽn, thứ hai nữa là cái mức độ đồng thuận với các cái tiêu chuẩn là như thế nào. Thì đây là cái nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu, thì đây là cái nghiên cứu mà báo cáo và hội cứu, các hành là ca hội cứu, thì tất cả những cái bệnh nhân mà trên 40 tuổi đến khám tại ngoại trú tại cái khoa thăm dò chức năng hô hấp của bệnh viện học bây giờ sẽ được, và có làm tới chẩn phế quản thì sẽ được chọn vào, và cỡ máu tính thì là khoảng trên 850 người, thì tính đến được thì em sẽ lấy khoảng tầm 1.000 người. Và cái phương pháp chọn mẫu thì vì cái này là hồi cứu thôi, thì mình cũng đã có danh sách bệnh nhân, cho nên là cái việc chọn nó cũng tương đối đơn giản, chỉ cần xuất cái danh sách bệnh nhân ra và chúng ta cứ lấy ngẫu nhiên các cái danh sách bệnh nhân, không có cần phải gì phức tạp. Và chọn vào thì khi chọn vào thì chúng ta thấy bệnh án thì những cái bệnh nhân trên 40 tuổi mà có làm test chẩn phế quản, và hốt ký phải đạt tiêu chuẩn, nếu không đạt tiêu chuẩn thì sẽ bị loại ra. Hoặc là những cái tiêu chuẩn, cái hốt ký nào mà trong vào đợt cấp của CBD hoặc là hen, hoặc là bất kỳ một bệnh lý đang đợt cấp thì chúng ta cũng sẽ loại trừ, và những cái lỗ kỹ thuật có thể thấy được thì mình cũng loại những cái hốt ký đó ra. Thì cái đây là trong cái nghiên cứu thì mình sẽ thu thập những cái dữ liệu về FEV1, FVC, FVC, chỉ số Tiefenbaum-Wechsler. Còn thì đây là cái tiêu chuẩn chất lượng hốt ký mà cái máy của chúng em dùng là cái máy Coco, thì nó có cái tiêu chuẩn hơi khác với ATS một chút xíu. Thì nhìn chung thì những cái tiêu chuẩn mà DF thì tụi em sẽ loại ra. Còn cái tiêu chuẩn ABC thì xem như là tạm chấp nhận được thì sẽ đưa vào, tại vì nếu mà mình đưa cái kết quả mà nó xấu quá thì có thể ảnh hưởng tới cái của mình. Và với hệ bình thường dưới thì tụi em dùng theo cái tiêu chuẩn của Enhance 3, và giá trị, cái hệ số hiệu chỉnh là 0,88. Và chẩn đoán cái giá trị cố định theo Gold thì mình dùng theo khuyến cáo Gold là giá trị cố định là 0,70. Còn lâm sàng thì mình sẽ chẩn đoán các bác sĩ chẩn đoán thực tế lâm sàng như thế nào của CBD hay NACO vân vân. Thì sau khi làm xong thì tụi em lấy được khoảng tầm gần 1.000 mẫu, trong đó thì 1/4 là CBD, 1/4 là hen, ACO thì tương đối ít. Và cái đặc điểm của đây là cái đặc điểm của mẫu nghiên cứu trong khoảng gần 1.000 ca, thì đặc điểm chung của chúng có mẫu nghiên cứu thì nói chuyện chung về tuổi thì cũng tương đối là lớn tuổi, khoảng tầm 60 tuổi. BMI thì nhìn chung thì cũng vừa cân, không có quá cân nhiều. Một số bệnh nhân thì có hơi nhẹ cân, và một khó cũng hơi mà nặng cân chút xíu. Cái hút thuốc lá thì nam thì phần lớn là sẽ hút thuốc lá, nam nữ giới thì ít hút hơn. Và cái đây là cái chỉ số thêm cái hút ký của cái số, thì nam thì có vẻ nhìn chung thì FEV1 của nam có vẻ thấp hơn là ở nữ, và FVC của nam nữ tương đương gần bằng nhau, và hai cái chỉ số cái FVC và SVC thì cũng tương đối bằng nhau. Còn cái FEV1 và FVC cái này nó bị ở phía dưới thì nó cũng thì nam nó có vẻ thấp hơn, nó thấp hơn là nữ. À,
Rồi thì trong cái nhân số em thì khoảng tầm 250k là có chẩn đoán về cái CBD. Thì phần lớn nói chung là nam, chỉ có khoảng 6k được chẩn đoán là CBD là nữ thôi. Thì nhìn chung thì cái kết quả của CBD thì nhân nhân số và lớn tuổi, nhân số chung và cái chức năng hô hấp nó xấu hơn, chức năng hô hấp xấu hơn. Cái chỉ số FEV qua như FVC hoặc SVC thì nó không có đây, tại vì nó bị mất cái ở phía dưới. Và phần lớn CBD thì hút thuốc lá, và nó hút thuốc lá. À, nữ thì ít quá nên là cũng không có gì đáng kể để nói. Rồi thì cái kết quả chính của em là cái bệnh nhân hội chứng tắc nghẽn. Nếu mà chúng ta thấy là cái việc mà mình so sánh, đây là cái so sánh cái giá trị, thứ nhất là mình so sánh cái AON và thứ hai là giá trị cố định 0,7 của Gold với các cái tiêu chuẩn mình dùng là cái FEV1 thì mình đo được SPC, Tisponal Geisler, hai chỉ số này. Trong trường hợp mình đo so sánh cái AON thì có khoảng 45,4% là được chẩn đoán là tắc nghẽn theo AON nếu chúng ta dùng cái FEV1 và SPC. Trong trường hợp mà mình dùng FEV1 và SPC là chúng ta sống chậm thì cái tỷ lệ này nó có vẻ cao hơn, thì có lẽ người lớn tuổi cho nên là khi họ thổi hốt khí có thể họ sẽ bị tắc nghẽn độc của đường dẫn khí cho nên là nó có hơi cao chút xíu. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái này nó cũng phù hợp là Gold khi chúng ta dùng giá trị 0,7 thì cái tỷ lệ tắc nghẽn nó tăng lên ở cả hai cái là FEV1 và SPC và FEV1 và SPC đều cao hơn so với dùng LN. Thì này cũng phù hợp là tại vì người già thì nhìn chung thì cái LN này của mình với giá trị giới hạn bình thường dưới thì thường nó sẽ thấp hơn là cái giá trị 0,7, cho nên nếu mà mình thường dùng theo gold thì mình sẽ có thêm cái tỷ lệ mình tắc nghẽn nó sẽ cao hơn. Và để mà nó đồng thuận với cái gold và LN thì nhìn chung thì ở cái lứa tuổi mà trên 40 tuổi thì cái mức độ đồng thuận cũng tương đối tốt và nó khoảng tầm 85, 0,85 thì nhìn vậy cũng tương đối là tốt. Còn những cái đồng thuận giữa những cái thì sao? Thứ nhất là dùng cái chỉ số Tim Follow và Geisler trong cái việc mà mình chẩn đoán tắc nghẽn theo cái giới hạn bình thường dưới, thì cái đồng thuận tương đối tốt, nó khoảng tầm 95%. Còn nếu mà chúng ta dùng Tim Follow và Geisler trong cái chẩn đoán theo giá trị cố định theo Gold thì cái này nó cũng cũng tốt, 96% cũng tương đối là tốt. Nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta thấy là khi mà mình thấy là cái việc mà đồng thuận của mình, nếu mà chúng ta chỉ dùng cái hốc ký mà mình nói là bệnh nhân có bị tắc nghẽn là mình kết luận là bệnh nhân CVD thì chúng ta sẽ thấy là, và so với chẩn đoán thực tế trên lâm sàng của bác sĩ thì mình thấy là cái tỷ lệ đồng thuận rất là kém. Nếu mà dùng theo cái tiêu chuẩn chẩn đoán CVD mà theo AON thì nó là chỉ có 43%, còn theo cái giá trị cố định của Gold là 45%. Thì như vậy chúng ta thấy là cái việc mà này cũng rất là phù hợp với lại cái khuyến cáo của Gold. Chúng ta thấy khi mà chẩn đoán cái CVD thì mình không chỉ dựa vào cái hốt ký không, hốt ký chỉ giúp để chúng ta chẩn đoán xác định thôi, còn cái việc mà mình cần phải dựa vào cái bệnh sử và tiền căn ở lâm sàng là mình chẩn đoán chứ cũng không dựa vào hoàn toàn hốt ký. Cho nên là chúng ta thấy mặc dù tắc nghẽn rất nhiều nhưng mà cái số lượng bệnh nhân mà được chẩn đoán thì nó chỉ khoảng cái mức độ đồng thuận chỉ khoảng tầm ở đây thôi, khoảng tầm 40 mấy%. Thì đặt là hai vấn đề, thứ nhất là một là chúng ta có thể là chẩn đoán hơi sót CBD, hai là có thể là mình không chẩn đoán sót CVD nhưng mà nằm ở câu chuyện là có những cái mình chẩn đoán trên lâm sàng có những tình trạng không phù hợp và bác sĩ không chẩn đoán CVD. Thì đó là hai thứ mà mình cần để ý. Thì nhìn chung nếu mà chúng ta dùng theo tiêu chuẩn Gold ở cái người lớn tuổi thì có thể là chúng ta có thể là bị vẫn có thể bị sợ bỏ sót hoặc chẩn đoán quá mức nếu mà dùng theo Gold. Và khi mà mình dùng cái tiêu chuẩn mà hội chứng tắc nghẽn theo cái Gold hoặc là LON thì nói chung đồng thuận tương đối cao, và khi mà chúng ta so sánh với cái chẩn đoán trên lâm sàng của bác sĩ thì cái đồng thuận này tương đối là nó thấp. Thì nó cũng có nhiều nguyên nhân ở đây, thì chúng em chỉ có ghi nhận lại là chẩn đoán là như vậy chứ không có bàn luận lại bác sĩ đây là chẩn đoán đúng hay sai. Nhưng mà mình có cái kế hoạch tương lai là mình xem xét coi liệu là bác sĩ có chẩn đoán thấp quá hoặc là bác sĩ có bỏ sót cái chẩn đoán CBD hay không. Thì cái bài trình bày của em xin đây là kết thúc, và xin cảm ơn sự theo dõi của thầy cô ạ.